đang bảo trì máy bay nhóm kỹ thuật lặng người khi phát hiện điều kinh hãi dưới càn máy bay. Khi đang bảo trì máy bay tại Bogota, Colombia, đội ngũ kỹ thuật của hãng Avianca đã tá hỏa khi phát hiện hai thi thể nam giới bên dưới bộ phận càn đáp. Sự việc trên được cho là xảy ra vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, khi hãng hàng không Avianca đã ra thông báo phát hiện hai người đàn ông đã qua đời bên dưới bộ phận càn máy bay vào đêm 6 tháng 1. Hãng hàng không Avianca gửi lời chia buồn tới thân nhân hai nạn nhân thiệt mạng, đồng thời cho biết dù hãng luôn kiểm tra máy bay trước mỗi chuyến bay, nhưng công tác an ninh tại sân bay và các khu vực hạn chế tại sân bay thuộc về trách nhiệm của cơ quan chức năng. Văn phòng Tổng chưởng lý Colombia cũng ra thông báo cho biết, qua giám định pháp y có thể thấy hai nạn nhân tuổi đời từ 15 đến 20. Một thi thể bị bỏng nặng và cả hai đều bị đông cứng khi phát hiện do nhiệt độ bên ngoài là quá lạnh. Dù cơ quan chức năng không phát hiện thẻ căn cước, chứng minh nhân dân trên thi thể hai nạn nhân, nhưng một người mang theo tiền tệ của Cộng hòa Dominica. Hai người này cũng mang theo túi đồ chứa giấy tờ hành chính từ quốc gia này. Theo kết quả điều tra ban đầu, hai nam thanh niên có thể đã bám vào máy bay từ ngày 3 tháng 1, thời điểm gần nhất khi phương tiện này xuất hiện tại Cộng hòa Dominica. Lần gần đây nhất máy bay trải qua quá trình bảo trì định kỳ là vào ngày 27 tháng 12, sau đó đã thực hiện các hành trình tới Colombia, thành phố Guarulhos, Brazil và Santiago,